những lời thương yêu của tác giả, người con trai xứ Quảng, dành cho tình yêu của mình là cảm xúc dâng trào, nỗi nhớ nồng nàn, cho ước mơ thiên đường hạnh phúc ngát hương chắp cánh bay xa. Tác giả như bồng bềnh ngây ngất men tình ái nữ trong chánh cung đã thống trị ngai vàng hoàng đế. Nghệ sĩ Ngọc Sang đến với nhà thơ Ngô Liêu qua thi phẩm Tình Anh Xứ Quảng. Anh xứ Quảng gửi muôn vàng nỗi nhớ thổi nồng nàn đến vàng thuở ngày sau. Nét đài trang nhụy đậm sắc khoe màu, hôn cỏ dài chẳng rời nhau. Miên âm em rực lửa mềm lung linh, khắc đậm dấu hình hài giữa cung cấm ngọc châu. Để vua say khờ khạo sủng cúi đầu, trao vương niệm ban ngàn câu mật ai. Em đài cát giữa chánh cung hoàng trại, khoác hồng ân vượt chướng ngại thiên đình. Dình khuôn vàng tạo khí phách quân minh, đo bảo thước đọc văn trình chiếu trị. Em thảo mộc tỏa lừng thơm tuyệt mỹ, từng cánh ru từng cánh ru hóa thiên đường. Nắng lặng thâm xuyên kẻ lá mang thương, khơi tràn nhị bung ứng hương